Tôi không có tự tìm tôi trên đây bao giờ hết á. Ồ, đây nè. Nếu mà mình có gõ Hiếu Lê thì nó sẽ ra là Hiếu Lê Bà Lan nè. Chúng ta sẽ có ảnh của Hiếu Lê Bà Lan, ảnh meme của Hiếu Lê Bà Lan, meme Hiếu Lê Bà Lan, Hiếu Lê Bà Lan ở đâu, Hiếu Lê Bà Lan YouTube, streamer Hiếu Lê Bà Lan, iPhone, email. Cái gì vậy? Là Hiếu Lê Bà Lan chưa? Bruh. Cái này là anh Văn Toàn mà. Chúng ta cùng đọc như Hiếu Lê Bà Lan nhưng mà avatar là của anh Văn Toàn nha. Trong đây đa số thì có ảnh của tôi rất là nhiều. Đây nè, cái hồi đợt dịch cắt tóc nè. Nụ cười đã tắt. Để hồi cái đợt dịch cắt tóc vậy, hỏi sao người ta không nói thiểu năng. Cắt cái đầu ha, ỉa chảy luôn á. Bây giờ nha, cái R của tôi là 28-27 giây, trừ đi 9 giây là còn khoảng tầm nhiêu đó giây. Nhiêu đó giây cái con AD của nó sẽ di chuyển ra đúng không? Khoảng nhiêu đó. Mình đứng ở bên cái cánh này để lát nữa mình bắt thằng AD nó. Bây giờ mình W thêm một cái nữa, cái đợt lính này nó phải chạy tới cái trụ 2 thì nó mới chạy tới trụ 2 tầm này. Mình đứt mình cam minh vô trong đây, cái lấy thằng AD nó đi ra lem pha, mình LW ra đứt là mình giết được nó rồi. Còn nếu mà cái thằng gì hin đó nha, mà nó đánh hay á, thì nó sẽ bấm cái W vô trong cái trụ này, nhưng mà nó không có rồi. Game vậy là xong rồi đó. Xong game, easy. Anh sẽ chỉ một cái câu thơ để tán bạn Như nha. Buổi trưa bỗng có trăng tròn, bạn Như bạn có hai cái tròn hưởng trăng. Đem bé bò đi nấu giả cày để nếu mày tàn ác với bé bò lắm. Mấy bữa thì kêu tao làm cái content dẫn bé bò đi ăn thịt chấu á. Bây giờ kêu dẫn bé bò đi làm giả cày. Cái đồ hot máy lạnh đâu rồi, quách đơn heo nóng quá. Kể từ lúc mà mua cái máy lạnh 11 triệu này tới giờ tôi chưa bao giờ tôi gặp phải cái trường hợp này luôn á. Hay đang livestream mà nóng nực quá. Lên Google xong tự tìm tên mình đi anh Hiếu ơi. Tìm xong cho em hỏi tấm thứ hai trên Google là ai vậy. Tôi không có tự tìm tôi trên đây bao giờ hết á. Ơ, đây nè. Nếu mà mình có gõ Hiếu Le thì nó sẽ ra là Hiếu Le Bà Lan nè. Để coi thử nha. Chúng ta sẽ có là ảnh của Hiếu Lê Bà Lan, ảnh meme của Hiếu Lê Bà Lan, meme Hiếu Lê Bà Lan, Hiếu Lê Bà Lan ở đâu, Hiếu Lê Bà Lan YouTube, streamer Hiếu Lê Bà Lan, iPhone, email. Cái gì vậy? Là Hiếu Lê Bà Lan chưa? Bruh. Cái này là anh Văn Toàn mà. Chúng ta cùng đọc như Hiếu Lê Bà Lan nhưng mà avatar là của anh Văn Toàn nha. Nghề nghiệp là chim mờ, sống tại Hồ Chí Minh. Sinh ngày 30 tháng 5 năm 1999, hiện tại là 23 tuổi đúng nè. Google ban ranh là xếp hạng 324. Ủa cái này là viết bằng nước ngoài hả? Trời ơi. Trời ơi, Hiếu Lê Bà Lan nè. Đúng rồi, cái này mới đúng là Hiếu Lê Bà Lan nè. Còn cái này là anh Văn Toàn mà. Web này chắc mệt người tôi. Cái này là Facebook, cái này là shop Hiếu Lê Bà Lan. Những cái tìm nhiều nhất đó chính là ảnh của Hiếu Lê Bà Lan mọi người. Chúng ta sẽ cùng tìm về image của Hiếu Lê Bà Lan nha. Cái này là ảnh Hiếu Lê Bà Lan đúng rồi nè. Trong đây đa số thì có ảnh của tôi rất là nhiều. Đây nè, cái hồi đợt dịch cắt tóc nè. Nụ cười đã tắt. Để hồi cái đợt dịch cắt tóc vậy, hỏi sao người ta không nói thiểu năng. Cắt cái đầu ha, ỉa chảy luôn á. Cái tấm này hề nè mấy ông, cái tấm này hề nè. Bây giờ nhìn không có giống nữa tại vì cái ghế á. Giờ nhìn mình chuyên nghiệp hơn rồi, chứ hồi trước nhìn vậy mới hề. Ở cái tấm này kể câu chuyện gì trời, không nhớ là kể câu chuyện gì luôn á. Để coi còn cái tấm nào mà tôi ấn tượng nữa không. Mày đùa tao mà. Cũng có được nhiêu đó đó. Cũng giòn, cũng giòn. Em đây rất thích cục cức. Vì đó là món anh Hiếu thích ăn, đập xong rồi cho em xin một nợ ô nô. Một nợ ô nô là 1.000 thôi em. Hôm nay anh đánh hay, còn mấy bữa kia thì như cái anh. Thì chứ mấy bữa kia mình quýnh mình thua 12 trận liên tiếp mà em. Sao em cứ chạm đáy nỗi đau anh hoài vậy? Anh Hiếu ơi, chửi tao câu là tao búa vô cái đầu mày bây giờ. Nha, nha, nha. Tao lấy cái này tao búa một cái vô cái đầu mày. Nha, tao búa vô hai cái răng cửa mày này. Tao búa một cái dằn cái nớp ra ngoài. Nha, đừng có chọc tao. Tao quên nhà đang ngủ. Ủa chết mẹ chưa, tôi đi sờ bê mà. Nếu mà nhìn theo vị trí xếp tem như này thì tôi đang đi sờ bê mà mọi người. Ủa tôi để là top với lại mid mà. Là mình vô sờ bê rồi. Bây giờ tôi mới để ý luôn á. Hơn là tôi còn nhìn lại nha. Chứ nếu mà tôi không nhìn lại cái là cút rồi đó. Một nợ ô nô là 7 triệu rưỡi anh. Ủa sao một nợ ô nô liên quan gì là 7 triệu rưỡi em. Tự nhiên tiền nó về, tự nhiên tiền nó về. Vậy mà KS, tôi có KS đâu trời. Tại ông SD ông tự lát lên. Cái ông SD ông lát lên, cái ông đánh đúng cái lúc mà cái đòn thiêu đốt nó tự ăn chứ em. Đâu phải do tôi đâu. Ừ, hết lát rồi mừng quá. Thôi, nhìn nó lại trước luôn. Cái con Kama bên đó hết lát rồi. Đây nè, có đánh là phải đánh quả này nè. Nunu đang lăn xuống. Bóp bên nó cút rồi. Hay chọn mục tiêu cũng hay á. Cái con sờ bê bên đó đâu còn lát.
đéo gì sao tôi chết được hay vậy. Ham, mình chỉ cần qua một cái win thôi là mình có cái hỗ trợ. Ham thôi ngu thì chết, khóc lóc cái đầu môi. Sao anh đẹp trai đánh giỏi vậy anh Hiếu Lê Bà Lan? Em ở ngoài em sầu. Cảm ơn em nha. Từ á, anh thích cái từ á đó. Em sầu á. Này mày đi, mày chỉ có đi thôi con ơi. Làm gì có ai đánh sờ bê như tôi. Quá tờ heo, sao để chết uổng vậy. Tôi còn chưa về len nữa, ông chết rồi. Hello bạn Khang Khang nha, hello em. Chúc anh Hiếu lên bạch kim 3 nha, đi ngủ đi anh Hiếu, bye bye. Có chúc, chúc lên bạch kim 1 chứ mày chúc. Sao mày chúc bạch kim 3 mày. Ê, cái này chi vậy. Thằng biết bên đó chắc đang trách cái ông sờ bê bên đó không có chịu di chuyển nè biết á. Chi chi Lê và Lan sờ bê đánh tới đây là thấy thắng xiền rồi. Một mình tôi là di chuyển hết mẹ ra cái cánh rồi. Tính ra là cái ông 3D bên tôi hồi nãy ông chết cái quả kia lại chết rất ẩu luôn nha. Chứ còn không là không kiểu nào mà cặp boss nó có thể rờ tới thằng AD tôi luôn. Ủa sao không két nữa đi anh. Két vậy mình hỗ trợ được cái nào mình hỗ trợ chứ. Có ngủ không, không ngủ cho bóp giờ. Giờ chắc tôi thức tới sáng rồi. Game là dễ luôn. Bất ngờ chưa bà già. Rồi sao chết nữa vậy ép triêu. Ở đây nó đang biến dạng. Chắc nó biến dạng không kịp đâu. Sờ bê nó biến dạng trước. Cho nên là sờ bê nó dạng trước. Còn ở đây nó thì chưa. Cái này gọi là thông minh nha mọi người. Trời ơi, tôi quýnh mà tôi tính toán cái từng cái nhỏ nhất như vậy luôn. Thì mấy ông nghĩ có làm sao mà chúng ta thua được. Trừ khi nào mà chúng ta gặp những chú bé hề thôi thì chúng ta mới thua. Mày đi rồi, mày đi rồi, mày đi rồi mày ơi, mày đi rồi mày ơi. Ngu ngu nó ủi mày cái là chỉ có tới cái cùi thôi. Hên quá, ném siêu chết. Ê, đừng có để chết nữa nha tình yêu. Có dính luôn cái đoạn thứ tư cũng không chết đâu hay rồi. Ôi AD tôi nó cứ chết hoài rồi, tôi mệt quá à. Nó quýnh vậy tôi cũng áp lực dữ lắm luôn á. Rừng bên nó không lát. Cũng không biết thật sự là có đi sờ bê không nữa. Bây giờ nha, cái R của tôi là 28, 27 giây. Trừ đi 9 giây là còn khoảng tầm nhiêu đó giây. Nhiêu đó giây cái con AD của nó sẽ di chuyển ra đúng không? Khoảng nhiêu đó. Mình đứng ở bên cái cánh này để lát để mình bắt thằng AD nó. Bây giờ mình W thêm một cái nữa. Cái đợt lít này nó phải chạy tới cái trụ 2 cho nó mới chạy tới trụ 2 tầm này. Mình đứt mình coming vô trong đây, cái lấy thằng AD nó đi ra lên pha. Mình LW ra đứt là mình giết được nó rồi. Còn nếu mà cái thằng gì hin đó nha, mà nó đánh hay á, thì nó sẽ bấm cái W vô trong cái trụ này. Nhưng mà nó không có rồi. Game vậy là xong rồi đó. Xong game. Easy. Anh đừng đánh lên bà Lan nữa, đánh mong em đi. Chê nha má. Còn new game thôi chứ bên đó chơi gì nữa trời. New thôi chứ đánh lên bà Lan quýnh ác gì. AD nó chơi kiểu gì. Anh Hiếu chơi lên bà Lan bao lâu rồi ạ? À? Anh đánh lên bà Lan rất lâu rồi em. Nếu mà nói về thời gian thì anh không biết chính xác là mình đánh bao lâu đâu. Tôi nói thiệt chứ không có bất kỳ một ai mà có thể đọc chat mà cái tốc độ mà nhanh với lại nhiều như tôi đâu. Mấy bạn có livestream khoảng tầm này á thì mấy bạn sẽ đọc được, kiểu như gọi là được đọc bình luận rất là nhiều. Google thì đọc được có một xíu, đọc được một hai cái thôi. Ví dụ là mình đọc không được thì mình còn xin lỗi mọi người. Chứ Google làm gì có. Nó bất giáp á. Má mình cũng biết nó bất giáp, làm sao mình đủ đam bỏ ra mình biết nó được. Hay quá, mình lên sách chiêu hồn á, nên là mình ăn mạng luôn cũng được, không sao. Time.